Con nhớ ngày xưa khi mà con đang ở trong lòng mẹ thì con chỉ biết ngọ ngoậy và đập bụng mẹ thôi. Thì thường nghe bố kể là mẹ chỉ có việc là nằm đứng và nhìn hình bố thôi. Thế bố bảo là mẹ nhìn hình bố là để sau này con sinh ra được đẹp trai giống bố. Con thấy cũng đúng. Cái ngày mà con chào đời á thì con chỉ biết có nhắm mắt và khóc oa oa oa. Còn mẹ thì phải chạy lăng xăng lo đủ thứ, nào là mua bình sữa cho con nè, rồi tã giấy em bé nè, rồi tất nè, rồi găng tay nè, vân vân và vân vân. Năm con lên 3 tuổi, con rất là hiếu động, nhưng vì bố đi công tác xa cho nên là mẹ chưa bao giờ để con phải chơi một mình cả. Chỉ duy nhất có cái việc mà mẹ không ủng hộ con á, là con hay đòi đút tai dỗ điện. Mà cái thời đó thì con rất là bướng và cứng đầu, không bao giờ chịu nghe lời ai cả. Thế là mẹ hù con là nếu mà con cứ tiếp tục đút tai dỗ điện á, thì con sẽ không bao giờ trở thành siêu nhân được. Thế là con nghe lời thôi. Ngày xưa thì mỗi khi mà đi công tác xa về nhà thì bố mua rất là nhiều đồ chơi cho con, nào là xe tải nè, nào khủng long nè, rồi có cả xe điều khiển từ xa nữa, con rất là phấn khích. Biết ý con mà mỗi lần con lè lưỡi như thế này là mẹ sẽ đưa cho con những cái vật dụng cần thiết mà mỗi lần có đồ chơi mới con đều sử dụng đến. Đầu tiên là cái cờ lê nè, rồi tiếp theo là cái tua vít nè, rồi có cả cây kéo nữa. Và một lúc sau những món đồ chơi sẽ trở thành như vậy. Con nhớ lúc đó là con khoảng 5 tuổi. Năm con lên 6 tuổi thì con phải tập viết và điều đó thật là khó đối với con. Những lúc đó mẹ luôn ngồi cạnh bên con, nắm tay con, nắn nó từng chữ và con viết được thật là nhiều. Ngày xưa con còn nhớ là nhà mình có hình cái L, à không, chữ L, và ở trước nhà có một cây dừa rất là to. Mỗi lần mà con nằm ngủ ở trên cái đi văng á, thì khi mà con quay ra nhìn ở cửa thì lúc nào cũng thấy cây dừa đó hết. Cứ mỗi tối mà gió đung đưa nó thì nhìn y như là con ma vậy. Những lúc đó con không tài nào.